Yến xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì Yến ăn ở đây là hủ tiếu bò kho ha. Hủ tiếu thì mình ăn với sợi hủ tiếu ha. Đây, đây là cà rốt. Hôm nay Yến nấu cà rốt với là cái gân bò á. Đây, cái gân bò nó nằm ở dưới hết, nó bị chìm xuống dưới luôn rồi ha. Đây là thường thường thì người ta ăn hủ tiếu. Còn Yến thì hôm nay Yến ăn cái miến khô á, ngâm vô trong nước tầm khoảng 20 phút, sau đó mình nấu nước sôi mình bỏ vô mình ngâm tầm khoảng 5 đến 10 phút là được ha. Mình vớt ra là như thế này ha. Và Yến ăn đây là kèm cà chua và rau sống ha. Hôm nay Yến không có ăn rau thơm, tại rau sống ở trong tủ lạnh đang còn á, cho nên Yến không có mua rau thơm về nữa. Và kèm theo là một chén muối tiêu nha, rất hấp dẫn luôn. Nhưng mà hôm nay trước khi ăn thì Yến sẽ làm một món nước uống ha. Tại thường thường thì Yến rất là hay uống cái này, không biết cả nhà có hay uống không. Đây là một cái ly không ha. Và Yến bỏ vào đây là sữa đặc ôm thọ, thổi dậy cho nó ra màu. Với liều lượng từng này sữa là được ha. Đây là nước cốt chanh nha, mình cho vào luôn. Thì thường thường Yến cứ cho chẳng hạn như sữa, từng sữa mà tới đây đúng không, thì Yến cho nước cốt chanh nó là một nửa của cái sữa vậy đó, giống như là 50 vậy đó. Rồi mình quậy đều lên ha, mình nếm thử coi nó vừa chưa nhá. Nó cứ mặn mặn ngọt ngọt theo cái khẩu vị của mình là được ha. Đây, và bây giờ là mình bỏ đá vô nha. Wow. Đây. Sắp sắp nó lên ha. Cả nhà. Chua chua, ngọt ngọt, béo. Như này nhá. À, thích thì bỏ đá bào xay, bỏ đá bào luôn cũng được nha. Mà cho Yến uống lâu lâu á, cho nên Yến bỏ cái đá vừa to vừa nhỏ vậy luôn. Ngon quá cả nhà. Này phải uống thêm hớp nữa. Mình ăn cả cái đá luôn, ngon. Bây giờ thì Yến sẽ bỏ bún vô nha. Bún vậy cho nhiều cả nhà. Một tô. Bỏ tới đâu ăn tới đó. Wow. Kéo nó lên, kéo nó lên vậy luôn. Nó to quá. Đó. Chắc nhiều quá không biết, sợ nhiều quá đấy. Đây, trời ơi, một tô. Wow. Cả nhà nhìn xem. Một tô, đã không? Trước khi ăn thì em mời cả nhà uống nước nha. Tại vì hôm nay cái bò kho này là em nấu á, cho nên hồng nó lâu lắm mà nó nóng lắm, khát nước quá trời luôn á. Hôm nay quá ăn bún trước đi. Vậy mà ngon á, ngon không? Không phải là khen giả vờ đâu cả nhà, ngon thiệt lắm. Yến xin lỗi cả nhà nha, cái video của Yến do cái máy điện thoại á, nó không có đủ dung lượng, cho nên cái phần khúc sau Yến ăn cho tới đây á, nó bị cắt mất rồi. Yến lên Yến tắt video để Yến mở lại cái video khác á, Yến mới biết là nó báo là không có đủ dung lượng. Sao vậy Miu? Sợ em cắt gì không? À rồi Miu uống hả? Nè uống đi nè. Tại vì lúc nãy giờ cái ly này của Yến là hai bé nhỏ uống. Không, Miu không có nói theo cô Yến nha. Ủa? Ừ, rồi. Ơi. Bác cho pizza mà. Ừ. Có hát theo nha. Đừng có hát theo. Đừng có hát theo nha cô Yến. Lấy cái đồ pha đi. Yeah.
Này, mình hẳn là mình em xin lỗi cả nhà nha. Cái video của Yến do cái máy điện thoại á, nó không có đủ dung lượng, cho nên cái phần khúc sau Yến ăn cho tới đây á, nó bị cắt mất rồi. Yến lên Yến tắt video để Yến mở lại cái video khác á, Yến mới biết là nó báo là không có đủ dung lượng. Sao vậy Miu? Sẽ mất em cái gì không? À rồi, Miu uống hả? Nè uống đi nè. Tại vì lúc nãy giờ cái ly này của Yến là hai bé nhỏ uống. Không, Miu không có nói theo cô Yến nha. Ủa? Ừ, rồi. Ơi. Bác con đi ra mà. Ừ. Có hát theo nha. Đừng có hát theo. Đừng có hát theo nha cô Yến.
Ngon quá nha. Yến xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu ra xem video của Yến nha. Yến chúc cho cả nhà luôn luôn gặp nhiều niềm vui này, nhiều thành công và nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Yến xin chào và tạm biệt cả nhà.